Ok, hello anh em. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Zuto. Và hôm nay ta sẽ đến với một chuyên mục mới của Mike của Brawl Stars. Yes. Và chuyên mục này có tên là, như cái tiêu đề của video này, chính là đập hòm cùng Zuto. Yes. Và mở đầu chương trình, mình sẽ bốc thử mấy hòm ở dưới này. Có đúng 2 cái hòm thôi. Mọi người sẽ nghĩ là mình chỉ có đúng thế thôi thì sẽ video cực ngắn, nhưng không, mình đã cày một số link mới, một số tài khoản mới ấy, để mình còn xem có may mắn không nhá. Bắt đầu thôi nào. Ok, và đây chính là một tài khoản mới của mình, mà tất cả các tài khoản này của mình thì đều trên 1.000 cúp S rồi. Thế nên đã có block. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it
seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Do what you do, and it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you.